đồng làm tác rất khó. Chúng ta được xem là 2 lần liên tiếp. Chú lần ta là xoay 3/6 trên không. Trong các phần thi thì chúng ta để ý là các chú lân luôn luôn sau khi hái lọc xong thì hai cái động tác là ném lọc xuống dưới núi. Trong các truyền thuyết dân gian từ xưa thì các chú lân là luôn luôn là vượt qua những ngọn núi, ngọn đồi để hái những quả lộc là ban cho dân làng. Vì vậy mà trong tất cả các tiết mục lân của Bục thì chúng ta thấy là sau khi hái được lộc hoặc là được đường vàng thì chú lân luôn từ trên núi mà quăng xuống dưới cho dân làng. Đó là lý do vì sao mà chúng ta luôn thấy là sau khi lấy được lộc thì động tác của lân là hay thả xuống dưới Bục. Đó là lý do mà ý nghĩa về truyền thuyết xa xưa để lại.